chào Kim Thảo. Em chào cô. Giờ này mà em còn chết meo gì nữa. Chào quý vị khán giả đi. Dạ, Kim Thảo và đầu bếp Dự Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày do công ty Ajinomoto Việt Nam tài trợ. Cô biết không, em đến sớm một tí xíu để mà check mail xem có vị khán giả nào gửi mail hoặc yêu cầu gì đến cho chúng ta không. Ừ, rồi có mail nào không vậy em? Ôi, cô xem nè, mình có mail mới nè cô. Đâu nè, để cô xem nha. Dạ, đây. Tôi vừa được người ta tặng cho hải sâm nhưng chưa từng tự tay chế biến. Tôi xin hỏi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cách làm một món ngon đơn giản mà đậm đà hương vị với hải sâm. Xin cảm ơn chương trình. Hay quá, vậy là ngày hôm nay em và quý vị khán giả sẽ được cô Dự Thảo hướng dẫn một món ăn mới rồi đây. Chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện một món ăn mới. Nhưng mà thật sự là hải sâm á, thì thông thường thì người ta cứ nghĩ đây là một cái món mà khá là cầu kỳ và phức tạp trong chế biến. Dạ. Nhưng mà trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày á, thì Dự Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và với lại Kim Thảo một món từ hải sâm nhưng mà chế biến cực kỳ đơn giản luôn. Đó là món hải sâm xào rau củ. Để thực hiện món hải sâm xào rau củ thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 250g hải sâm, cà rốt tỉa hoa, bắp non, củ năng, chúng ta gọt vỏ, bào mỏng. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị thêm đậu hòa lan, một trái ớt sừng, gừng cắt sợi, một củ gừng đập dập, một củ hành tây và dầu hào. Cuối cùng thì chúng ta chuẩn bị những loại gia vị thông thường và để cho hương vị món ăn thêm đậm đà, chúng ta sử dụng nước tương Phú Sĩ. Tiết kiệm thời gian thì cô sẽ đặt một cái nồi nước lên bếp và chúng ta sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối. Trong khi mà chúng ta chờ cho nước sôi á, thì cô sẽ chuẩn bị các nguyên liệu nè. Hải sâm á, là một cái nguyên liệu được coi là nguyên liệu quý trong ẩm thực phương Đông. Cả bốn loại này gọi là tứ đại danh thái đó nha. Là gồm có là bàn tay gấu nè, ốc khỉ nè và yến xào. Riêng về hải sâm thì đây là một cái loại thủy sản mà được coi là nhân sâm của biển vì nó có khá nhiều chất dinh dưỡng trong đó. Protein thì có nhiều nè, ít chất béo mà nó lại có thêm những nguyên tố vi lượng, ví dụ như có kẽm, có sắt trong đó nữa, rất là tốt cho cơ thể. Và bây giờ nước sôi thì cô sẽ cho những cái loại rau củ vào. Chúng ta cho cái phần cà rốt vào nha. Rồi kế đó thì cô sẽ cho tiếp hết cái phần đậu hòa lan vào. Phần củ năng này thì quý vị khán giả mua về chúng ta cắt mỏng ra như thế này. Và chúng ta cũng cho vào, chúng ta chần sơ. Và bây giờ thì cô cũng đã chuẩn bị một cái tô nè, có sẵn nước đá nè. Chúng ta sẽ vớt hết cái phần này ra. Kế đó là cái phần hải sâm á, thì quý vị khán giả nhớ là chúng ta mua về chúng ta rửa lại cho sạch. Và chú ý là khi chọn hải sâm thì chúng ta sẽ chọn những con hải sâm có cái thịt chắc dày, nhấn vào thì nó có độ đàn hồi tốt và màu thì sáng, đó là hải sâm ngon. Khi chúng ta chọn hải sâm thì nên nhớ là chọn hải sâm dày, chắc thịt, có độ đàn hồi tốt và màu sáng nữa. Và bây giờ thì cô cho gừng vào và kế đó chúng ta cũng cho cái phần hải sâm này vào chần sơ qua. Cho thêm vào khoảng một muỗng canh rượu trắng nữa. À, để làm gì vậy cô? Khi mà chúng ta cho gừng đập dập và rượu trắng vào, chúng ta luộc hải sâm, giúp cho hải sâm sẽ khử đi được cái mùi tanh của loại thủy sản này. Ôi, vậy thì đây là một bí quyết thứ hai trong ngày hôm nay đó quý vị à. Là chúng ta khi mà luộc hải sâm thì nên nhớ là cho gừng và rượu vào trong nước để hải sâm có thể giảm bớt mùi tanh và tăng hương thơm nữa quý vị nhé. Và bây giờ thì cô sẽ tắt bếp và mình sẽ vớt cái phần hải sâm này ra. Phần rau củ này quý vị khán giả cũng sẽ vớt ra khỏi phần nước này. Cô cảm ơn em. Dạ. Hải sâm khi đã nguội rồi đó thì chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn nè. Cô sẽ cho phần hải sâm này ra một cái tô. Củ hành tây thì cô sẽ sắc sợi ra. Phần ngò rí này cô cũng sẽ cắt hơi nhỏ ra một chút xíu. Phần ớt sừng thì chúng ta sắc sợi và chúng ta ngâm vào nước để cho nó xoăn lại. Mục đích chúng ta sử dụng ớt sừng này là để trang trí. Phần này cô đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là nguyên liệu hải sâm này chúng ta cũng cần phải ướp trước một ít gia vị. Nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Rồi trộn đều lên. Kim Thảo giúp cô trộn đều lên. Bây giờ thì cô sẽ chuẩn bị một cái chảo, cho một muỗng canh dầu ăn vào. Đầu tiên là mình cho cái phần gừng sắc sợi này vào. Dạ, cho đó, chúng ta phi cho cái phần gừng này vàng thơm. Cho hết phần hải sâm vào. Chúng ta sẽ xóc sơ cái phần hải sâm này với gia vị để cho gia vị thật là thấm nha. Kế đó chúng ta sẽ cho hết phần rau củ vào. Củ hành tây thì chúng ta chưa có chần gì cả, cho nên cô cũng sẽ cho chung vào luôn, để củ hành tây sẽ chín đều với lại các nguyên liệu. Ướp thêm vào một nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Và cuối cùng là thêm một muỗng canh dầu hào. Đảo đều tất cả những nguyên liệu này lên. Và bây giờ thì cô tắt bếp và chúng ta chuẩn bị bày ra dĩa là xong rồi đó. Xong rồi hả cô? Wow, chỉ với khoảng 5 phút thôi vậy mà món hải sâm xào rau củ của chúng ta đã xong rồi. Phần nước tương Phú Sĩ này dùng để làm món nước chấm chung với món ăn này thì sẽ rất là phù hợp.
cho mấy khoanh ớt vào nữa nha. Cô còn rắc vào một ít tiêu nè nha. Dạ. Rồi một vài cái sợi gừng, một cọng ngò rí. Và cuối cùng là một cái khoanh ớt. Còn bây giờ là phần của Kim Thảo đây. Có cả hải sâm, có cả hành tây, đậu và cà rốt. Rồi, cô mời em. Cảm ơn cô. Em mời cô nha. Ngon quá cô ơi. Rau củ quả thì vẫn giữ được vị giòn ngọt tự nhiên, còn hải sâm thì không hề mềm một tí nào hết quý vị à. Rất là giòn và đặc biệt là khi chấm với nước tương Phú Sĩ lại càng ngon hơn nữa. Cô cảm ơn Kim Thảo và rất mong là quý vị khán giả và đặc biệt là vị khán giả mà đã gửi email về chương trình hỏi về món hải sâm á thì sẽ thực hiện thành công món ăn này một cách rất là nhanh chóng. Và em cũng sẽ trổ tài làm món hải sâm xào rau củ này để đãi tặng cho cả gia đình em vào dịp cuối tuần. Cảm ơn cô nhiều nha. Và các bạn thân mến, đến đây thì Kim Thảo cùng với cô Diệu Thảo cũng xin nói lời chào tạm biệt rồi. Bởi vì chương trình của chúng ta thời lượng cũng đã gần hết. Quý vị luôn nhớ địa chỉ quen thuộc của chúng tôi nhé. Hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam theo số điện thoại là 0838 237557. Còn bây giờ thì Kim Thảo cùng với đầu bếp Diệu Thảo xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.